Đây các bạn ơi, thì chiếc tủ đầu tiên trong cái bộ tủ mà mình thiết kế cho đầm tôm nhé, thì là một chiếc tủ 5,5 kg dùng để điều khiển cái sục khí nhé, cái quạt để tạo oxy đấy. Thì cái quạt của để tạo oxy ở đầm tôm thì thường là công suất sẽ là 5,5 kg. Thì đây mình có dùng, đây mình mở cho các bạn xem bên trong này, thì mình sẽ tích hợp vào đây một chiếc biến tần 5,5 ký tải nặng và 7,5 ký tải nhẹ nhé. Đấy, 5,5 ký tải nặng nhé. Đấy, thì mình có tích hợp một chiếc biến tần này, thì có tác dụng là khởi động mềm. Khi mà động cơ chạy thì nó sẽ khởi động mềm, nó tránh sốc cho phần cơ khí, và nó sẽ làm cho cái dòng điện lúc khởi động nó không bị vọt lên cao nhé. Đồng thời là chiếc biến tần này sẽ có tác dụng là bảo vệ động cơ khi mà động cơ kẹt, động cơ quá tải, hoặc là khi mà dòng điện bị mất pha, sụt áp thì nó sẽ bảo vệ, nó sẽ báo lỗi lên trên màn hình hiển thị đấy nhé. Nên trên màn hình hiển thị đây để các anh ấy biết, và mình kiểm tra lại xong thì mình reset lại là nó sẽ chạy lại đâu. Đấy, thì bên trong là mình sẽ tích hợp một biến tần này. Và dưới chỗ này thì mình có đấu cầu đấu, và mình có ghi rõ là đầu vào dòng điện này 3 pha, đầu vào dòng điện 3 pha 308 và một dây mát nhé. Đây là đầu ra động cơ, thì có UVV kép 3 pha đầu ra động cơ ấy. Đấy, đây là phía bên trong này, phía bên trong. Còn phía bên ngoài thì mình sẽ tích hợp một chiếc màn hình để hiển thị ở bên ngoài nhé. Một chiếc màn hình để hiển thị này, mình sẽ hiển thị được cái tốc độ mà mình đang chạy này, rồi là tăng giảm tốc độ này. Đấy, tăng giảm tốc độ hiển thị trên màn hình nhé. Rồi là khi mà có lỗi thì nó sẽ hiển thị cái phần lỗi, rồi là hiển thị những cái phần cài đặt ở trên màn hình đấy nhé. Đấy, trên chiếc màn hình này. Còn phía dưới này mình sẽ tích hợp một cái đèn báo này. Đấy, khi mà động cơ chạy thì đèn báo sẽ sáng này. Tiếp theo là một chiếc chiết áp để điều chỉnh cái tốc độ, tăng giảm cái tốc độ nhé. Trong quá trình nuôi tôm thì cái giai đoạn đầu ấy, khi tôm còn nhỏ thì mình sẽ cần cái lượng oxy ít. Đấy, thì khi đó thì mình sẽ dùng cái nút này để mình tăng giảm cái tần số, thì nó sẽ tăng giảm được cái tốc độ của cái quạt, của cái máy sục khí nhé. Khi mà giảm tốc độ như thế thì mình sẽ tiết kiệm được cái phần tiền điện tương ứng. Thì khi mà giảm tốc độ như thế thì cái dòng điện nó ăn nó sẽ ít đi, và nó sẽ tiết kiệm được phần điện đấy nhé. Thường là mình sẽ để ví dụ 25 hoặc là 30 Hz ấy, thì khi đó thì dòng điện nó sẽ tiết kiệm được một nửa nhé. Đấy, còn khi mình tăng lên 50 Hz thì nó sẽ chạy với tần số đúng thiết kế của cái động cơ của cái quạt sục khí đấy nhá. Còn bên này là một cái công tắc để bật tắt này. Đây, mình sẽ khởi động cho các bạn xem này. Khi mà bật này, đèn báo chạy sẽ sáng này, và cái tốc độ động cơ sẽ tăng từ từ nhá. Đấy, tốc độ động cơ tăng từ từ này, chống sốc cho phần cơ khí, và cái dòng điện mà lúc khởi động ban đầu ấy nó sẽ ổn định và nó không bị vọt lên cao nhé. Đấy, trong quá trình chạy mình có thể điều chỉnh được tốc độ này, tăng giảm tốc độ này. Đây là mình đang giảm tốc độ này. Đấy, cho mình tăng lên này, tùy theo cái yêu cầu của mình, tùy theo cái lứa tuổi của tôm mà mình sẽ tăng giảm tốc độ tùy chỉnh nhé. Đấy, khi mà dừng này, gạt công tắc sang đây để dừng tắt này. Khi mà tắt thì động cơ cũng sẽ giảm tốc độ từ từ nhé, để chống sốc cho phần cơ khí. Đấy, khi mà tắt thì đến khi động cơ tắt hẳn ấy, thì đèn báo này sẽ tắt đi này. Đấy, khi động cơ dừng thì đèn báo sẽ tắt này. Đấy, thì đây là chiếc tủ 5,5 kg tải nặng để mình dùng cho chiếc máy sục khí nhé, máy sục oxy. Đấy, thì đây chính là chiếc tủ thứ hai trong cái bộ tủ mà mình thiết kế cho các anh ở đầm tôm nhé. Thì chiếc tủ này là chiếc tủ biến tần 2,2 kg dùng cho động cơ quạt 2,2 kg nhé. Đấy, động cơ quạt 2,2 kg này, đây mình sẽ giới thiệu bên trong cho các bạn trước này. Mở cánh tủ ra này, đây là bên trong nhé. Thì mình sẽ tích hợp cho các anh ấy một con biến tần 2,2 kg này. Thì bên trong này mình có cầu đấu, và mình có ghi rõ cho các anh ấy là cái phần đây, đầu vào nguồn điện này thì có 3 dây nửa và một dây mát nhé, 3 dây nửa của 3 pha 308 đấy và một dây mát này, và đầu ra của động cơ thì có 3 dây đầu ra của động cơ này. Đấy, đây là phần phía trong. Còn tiếp theo đến phần phía ngoài này,
Phần phía ngoài thì mình sẽ tích hợp cho các anh một cái màn hình hiển thị để hiển thị cái tốc độ, hiển thị cái tốc độ ở phía trên và hiển thị các cái lỗi, rồi là cái phần cài đặt nhé. Tiếp theo là một cái nút, một cái đèn báo. Khi mà biến tần chạy thì đèn báo nó sẽ sáng này. Đấy, khi biến tần chạy đèn báo sẽ sáng, và khi biến tần tắt thì động cơ dừng thì đèn báo sẽ tắt nhé. Bên này là một cái chiết áp này. Chiết áp mình sẽ điều chỉnh tốc độ, điều chỉnh tốc độ theo từng độ tuổi của tôm. Tiếp theo là cái nút bật tắt. Thì đây, mình sẽ bật, gạt thân mình bật này. Khi mình bật thì đèn báo sẽ sáng này, động cơ chạy này đèn báo sáng và động cơ bắt đầu tăng tốc này, tăng tốc từ từ nhé, chống sốc phần cơ khí và cái dòng điện nó sẽ không bị vọt lên ngay lúc đầu khởi động nhé. Đấy, nó tránh bị sụt áp cái dòng điện của nhà các anh ấy nhé. Đấy. À, khi chạy mình điều chỉnh được tần số này. Đây là khi chạy nhé. Khi dừng. Và sang đây là dừng thì động cơ cũng sẽ giảm tốc độ từ từ, tránh sốc phần cơ khí nhé. Giảm tốc độ từ từ. Khi mà động cơ dừng thì đèn báo sẽ tắt này. Đấy, thì đây chính là chiếc tủ dành cho quạt 2,2 kg nhé. Đây các bạn ơi, đây là chiếc tủ thứ 3 trong cái bộ tủ mà mình thiết kế cho đầm tôm các bạn nhé. Đây là chiếc tủ dùng cho quạt 3,7 kg, tức là 4 kg đấy. Thì bên trong này mình sẽ tích hợp cho các anh ấy một cái biến tần 4 kg. Phía dưới này mình cũng có ghi rõ này, dưới này mình có cầu đấu, mình có ghi rõ là đầu vào của nguồn điện thì 3 pha này, RST và một dây mát. Đầu ra của động cơ thì cũng có 3 pha UVV kép này. Thì về các anh ấy chỉ việc đấu đầu ra đầu vào là xong nhé. Mình đã cài đặt sẵn hết rồi. Phía bên ngoài thì mình có tích hợp một cái màn hình hiển thị để hiển thị cái tốc độ này. Đây, khi mà mình tăng giảm tốc độ này, hiển thị cái tốc độ mà lúc động cơ chạy nhé. Rồi là hiển thị các cái lỗi, rồi hiển thị các chế độ cài đặt thì mình sẽ cài đặt ở đây nhé. Tiếp theo là một cái đèn để khi mà động cơ chạy đèn báo đấy, khi mà động cơ chạy thì đèn báo này sẽ sáng nhé. Tiếp theo là một cái chiết áp để mình điều chỉnh cái tốc độ của quạt nhé. Đấy, khi mà trong quá trình nuôi thì mình sẽ phải điều chỉnh cái tốc độ của quạt trong quá trình nuôi. Khi mà tôm còn nhỏ thì mình sẽ giảm tốc độ đi, và tôm to lên rồi thì mình sẽ tăng tốc độ lên. Tiếp theo bên này là một cái công tắc bật tắt này. Khi mình bật sang đây này, bật sang đây thì động cơ bắt đầu tăng tốc nhé. Tăng tốc từ từ để chống sốc cho động cơ này. Rồi là đèn báo sẽ sáng này. Đấy, đèn báo động cơ chạy sẽ sáng nhé. Khi mà mình tắt đi này, khi mà mình tắt đi thì động cơ cũng sẽ giảm tốc từ từ này, sẽ không bị giật phần cơ khí nhé. Động cơ giảm tốc từ từ. Và khi động cơ dừng thì đèn báo cũng sẽ tắt này. Đấy, thì đây là tủ, chiếc tủ thứ 3 trong cái bộ tủ mà mình thiết kế trong đầm tôm, cho đầm tôm nhé. Thì cái tủ này, tủ điện này bên mình sẽ bảo hành là 18 tháng. Lỗi thì mình sẽ đổi mới cho khách hàng để khách hàng không phải dừng nhé. Không phải dừng sản xuất và khách hàng mình không phải bảo hành nhé. Mình sẽ đổi mới cho khách hàng luôn. Khách hàng báo lỗi do nhà sản xuất thì mình sẽ đổi mới nhé. Đấy, thì bên mình thì lúc nào cũng mình không bao giờ khẳng định là bên mình là một đơn vị uy tín, bởi vì rất nhiều anh em trên mạng thì bán hàng thì đều bảo là bên mình uy tín lắm, nhưng mà cái chữ uy tín bây giờ nó không còn nhiều trọng lượng nữa các bạn. Bên mình thì chủ trương của bên mình là mình lấy trọng tâm là cái sự hài lòng của khách hàng để làm cái thước đo cho cái chất lượng dịch vụ và cái chất lượng về sản phẩm của bên mình nhé.